Cùng với các địa phương khác, sáng nay quận Quỳnh Sương cũng đồng loạt triển khai các biện pháp ứng phó với bão Noru. Ngay sau cuộc họp vào chiều tối qua, sáng nay các phường trên địa bàn quận Quỳnh Sương đã triển khai ứng phó bão. Ngoài việc thông tin đến người dân về diễn biến của bão, tuyên truyền vận động người dân chằng chống nhà cửa, thì các địa phương cũng đã huy động các lực lượng hỗ trợ các gia đình neo đơn, các đơn vị trường học chằng chống, gia cố mái lợp để đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ. Thì ban chỉ huy đồn biên phòng Ngọn Nước chúng tôi đã triển khai nhiều cái phương án trước bão để giúp bà con nhân dân trên địa bàn chằng chống bão, rồi cũng như ưu tiên cả cái trường học trên địa bàn. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ cùng với nhân dân là di dời nhân dân thì khi có yêu cầu. Đặc biệt là sáng nay có một tổ công tác đang triển khai kêu gọi tàu thuyền và sắp xếp an toàn. Tại khu thu nhập thấp Đông Trà, phường Hòa Hải, trong sáng nay, người dân cũng đã thu dọn đồ đạc để chuẩn bị di dời đến nơi an toàn khi có lệnh của địa phương. Khu vực này có hơn 80 hộ dân với khoảng gần 300 nhân khẩu. Ở đây như thường lệ thì năm nào mưa bão thì tổ dân phố cũng đều báo trước cho bà con. Và bà con thì cũng biết điều kiện nhà ở đây như vậy rồi nên tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng hết. Thông báo cho bà con là khoảng 18 giờ là 27 sẽ có di dời tất cả bà con lên chỗ trường học để an toàn. Đặc biệt là chú trọng đến cái việc là chằng chống nhà cửa của người dân và các cơ quan đơn vị, cũng như việc di dời những người dân ở những nơi xung yếu để vào đến những nơi cố định an toàn. Trong điều kiện người dân không đủ cái điều kiện để chằng chống nhà cửa thì chúng tôi sẽ huy động mọi lực lượng, đặc biệt là lực lượng của các phường và lực lượng của quân đội, biên phòng để cùng với nhân dân hỗ trợ nhân dân để chằng chống. Hiện nay, các phường tại quận Quỳnh Sơn đã tiến hành rà soát các hộ dân có nhà ở không kiên cố, nhà tạm chờ tái định cư, các khu nhà liền kề, đồng thời chuẩn bị chú đáo địa điểm để sẵn sàng triển khai ngay phương án sơ tán dân đến nơi an toàn khi có lệnh.